Sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh số 607 đường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, giải Kickboxing tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng 2022 đã chính thức khép lại vào chiều qua. Kết thúc giải Kickboxing tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2022, đội tuyển Kickboxing tỉnh Nghệ An giành vị trí nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đội tuyển Kickboxing Bình Dương xếp nhì với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, đội tuyển Kickboxing Bà Rịa Vũng Tàu xếp hạng 3. Giải Kickboxing tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút gần 120 vận động viên đến từ 11 đơn vị tỉnh thành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 16 bộ huy chương ở nhiều nội dung nam nữ tại hai nội dung low kick và full contact.